Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một căn nhà được gửi bán. Có nghĩa là nhà này ở từ năm 2020, được xây năm 2020 và bây giờ có nhờ bên Nhà Tốt bán. Với cái căn nhà này thì diện tích 30,5m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Mặt tiền của ngôi nhà 4m24, mặt hậu ngôi nhà 4m29. Thiết kế 5 tầng, công năng sử dụng rất là hợp lý và nhà thì còn tương đối mới. Vị trí là thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cực kỳ là gần với trục chính đường Trần Phú Hà Đông mọi người nhé. Trần Phú mà đi lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân, ngõ trước nhà 2m cách với lại đường ô tô đi lại được thì khoảng tầm 150m quý vị ạ. Cách với lại trục chính đường Trần Phú thì nó rơi khoảng tầm 250m. Với căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu ra bán, Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả để quý vị có thể bấm vào xem thực tế nhé. Đây là cái căn nhà bán lại. Tuy nhiên thì công năng sử dụng cũng như mọi thứ đều rất là ổn áp mọi người nha. Với cái phần mặt tiền rộng cho nên thiết kế ngôi nhà cũng tương đối là thoáng. Cửa nhà thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài ra ở đây thiết kế thêm cho quý vị một cái phần cửa sổ tương đối. Đó, với căn nhà này thì nhà cũ cho nên có như thế nào thì Ngọc Ánh cũng quay review cho quý vị là như vậy. Với thiết kế tầng 1 trần thạch cao, ở đây thì chủ nhà cũ có lắp cho mình một chiếc quạt trần. Đây là cái phần không gian phòng bếp thì chủ nhà cũng có để lại cho mình một chiếc bếp từ nhá. Đây, tủ bếp còn tương đối là mới quý vị nha. Đó, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp rồi. Chậu rửa, vòi rửa, nói chung căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Vị trí giao thông đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Đống Đa. Nói chung là từ vị trí ngôi nhà này quý vị có đi lên tới Hồ Hoàn Kiếm thì cũng tương đối gần, nó chỉ khoảng tầm 11-12 cây thôi, rất là ổn. Đó, vị trí của nó là phường Văn Quán quý vị ạ. Đấy, và từ cái ngôi nhà này đi ra tới Hồ Văn Quán thì cũng tương đối là gần, nó gần nhất là cái cung đường Trần Phú mọi người nhá. Đấy, và với cái thiết kế thì tầng 1 phòng khách này, phòng bếp này, 1 phòng vệ sinh. Và quý vị ơi, với cái căn nhà này thì nó nằm ở trên mặt ngõ của nhà nước. Tuy nhiên căn nhà, cái ngõ này thì không phải là ngõ thông, nhưng nó cũng không phải là căn cuối cùng nha mọi người. Cho nên Ngọc Ánh quay như thế nào thì báo với quý vị như vậy. Sau đây mời quý vị theo anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì cái ưu điểm nó là lô góc, hai mặt thoáng cho nên với thiết kế ở đây mọi người ạ, hành lang có cửa sổ mở ra phía mặt ngõ bên cạnh, tương đối là thoáng. Với thiết kế 30,5m trên sổ đỏ, thiết kế 5 tầng thì tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà. Mỗi tầng thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây, đây chính là phần phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2. Thì ở đây chủ nhà có lắp rèm cửa cho mình, hai cửa sổ hai bên. Cửa sổ thì thiết kế 2 lớp, rất là ok. Phòng ngủ thiết kế trần thạch cao, đèn led, rồi gạch lát nền thì kích thước gạch 60-60. Cửa thì thiết kế ở đây là cửa gỗ. Phòng vệ sinh đây mọi người ạ, phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 đây. Với phòng vệ sinh này cũng đáp ứng đầy đủ cho quý vị, hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo. Nói chung phòng vệ sinh cũng tương đối là rộng. Đây, quan trọng nhất là vị trí đi lại, quý vị nào đang tìm căn nhà thuộc phường Văn Quán thực tế luôn ấy. Thời điểm này Văn Quán gần như cái quỹ đất còn rất là ít, cho nên cái nhà cũng không còn quá nhiều mọi người ạ. Cho nên có như thế nào thì Ngọc Ánh chia sẻ review cho quý vị là như vậy. Giá thì Ngọc Ánh để dưới phần miêu tả. Chắc chắn nhiều quý khách hỏi là tại sao không đọc giá luôn, bởi vì thực tế luôn là giá thì bây giờ có thể là thay đổi biến động lên xuống theo thị trường thì Ngọc Ánh sẽ dễ dàng chỉnh sửa. Còn nếu như bây giờ nói giá ra cho mọi người, ví dụ hôm nay nói 1 tỷ mà mai ấy, quý vị xem tình cờ nó lại là 900 hoặc là 1 tỷ mốt chẳng hạn thì nó rất là khó. Và sau đây mời quý khách em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà này thiết kế tương tự như tầng 2 Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi. Cho nên tới trên phía tầng 4 của ngôi nhà là căn nhà này có 3 phòng ngủ riêng. Đấy. Trên phía tầng 3 thì chủ nhà có để lại cho mình một chiếc giường. Tất cả rèm cửa thì đều được đã lắp được đầy đủ hết rồi. Nói chung bán nhà theo hiện trạng, căn nhà này xây vào cuối năm 2020. Xây vào tầm tháng 11 năm 2020 quý vị ạ. Cho nên là nếu như tính đến bây giờ mà tháng 4 năm 2023 thì gần như là mới được có 2 năm thôi, tương đối là mới.
Sau đây mời cùng theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, bởi vì tầng 2, 3 và 4 thiết kế giống hệt nhau. Đây, tất cả các hành lang đều có cửa sổ thông thoáng này, các phòng vệ sinh thiết kế giống nhau này. Vậy thì tầng cuối cùng thiết kế ra sao? Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị như sau. Đây là khu vực để máy giặt, sàn thoát nước, đầu chờ. Đây là phần phòng thờ thưa quý vị. Đây, phần phòng thờ riêng của ngôi nhà, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Tiếp theo, sân phơi ạ. Đây, thực tế từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể nhìn thấy xung quanh rất nhiều tòa nhà chung cư, rồi là dân cư thì nó thật với mọi người, riêng ở quỹ đất ở Văn Quán nó không còn quá nhiều, cho nên dân cư không có chuyện thưa thớt, rất là đông đúc. Vị trí đi lại, giao thông thuận tiện, tiện ích chợ trường phường trạm thì không hề thiếu cái gì luôn. Với cái vị trí này gần với lại trường Đại học An ninh Nhân dân này, gần với lại trường Học viện Bưu chính Viễn thông này, gần với lại trường Đại học Hà Nội này, nói chung dần gần rất là nhiều trường đại học lớn, rồi những cái trung tâm thương mại, bệnh viện, nói chung là vân vân. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể biết thêm thông tin cũng như được đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.